chào tất cả quý vị khán giả của La Vion. Hôm nay đến đây rất bồi hồi. Trước tiên là tại vì đến cho một buổi ra mắt phim của một người ca sĩ, chứ lại không phải là một người tài tử. Mà bây giờ anh ta đã là ca sĩ nổi tiếng rồi, ý là muốn nói đến Đan Nguyên đó. Thì bây giờ lại còn bước qua cái thương trường của điện ảnh nữa. Mà đây đáng lý ra phải là cái nơi mà Ý Lan làm mới đúng. Bởi vì bố Ý Lan là một tài tử nổi tiếng, một trong những người đầu tiên tài tử Việt Nam. Vậy mà Ý Lan đã chưa bao giờ phá rào để mà bước qua để trở thành một người diễn viên của điện ảnh. Cho nên Ý Lan cảm thấy đây là một cái điều rất là vinh dự cho một người nghệ sĩ trước tiên. Đan Nguyên, cô chúc mừng cưng làm được một việc mà không phải dễ gì, mấy ai mà làm được. Đã hát hay, bây giờ lại còn đẹp và nổi tiếng trong thương trường của ngành điện ảnh nữa. Cô chỉ mong rằng là cái con đường nó sẽ tiếp tục nối dài để cho Đan Nguyên có những đam mê nói chung là về nghệ thuật, vừa ca hát lại vừa đóng phim nữa. Trời ơi, cô nghe như thế này mà cô bồi hồi, tại vì cô ham lắm, cô chưa làm được bao giờ. Chúc mừng Đan Nguyên nhá, thành công trên mọi bước đường đi. Rất vui là được tham dự hôm nay. Nói tóm tắt thì là rất là tự hào cho cái cộng đồng Việt Nam mình đang lớn lên và phát triển ở Mỹ và có những cái thành công như vậy. Tôi rất mong được xem cái phim này lần đầu tiên. Hồi hộp lắm để được sắp xem phim rồi đó. Vậy thì cô chú có đánh giá như thế nào về chất lượng phim ảnh Việt Nam gần đây ạ? Tôi nghĩ mỗi năm càng tiến bộ. Và tôi thấy thứ nhất là người Việt Nam có nhiều stories to tell. Và thứ hai là các em bây giờ là nó học cái này nó chuyên nghiệp, thành ra kết quả phải có chắc chắn. Cộng đồng người Việt Nam của chúng ta sống ở hải ngoại, hay là ngay cả những người các em ở trong nước bước ra hải ngoại như thế này để mở đường cho công việc nghệ thuật nó càng cao lớn hơn nữa. Không những chỉ là ca hát, điện ảnh thì nó sẽ còn đi rất là xa, rất là sâu. Cho nên đây là cái niềm tự hào của một người Việt Nam nói chung và của cô Ý Lan cho Đan Nguyên nói riêng. Hương Nguyễn xin chào tất cả quý vị khán giả của La Vion. Lần này Hương Nguyễn đồng hành với lại ca sĩ Đan Nguyên có rất nhiều lý do. Vì là lý do thứ nhất là Đan Nguyên là đại sứ thương hiệu của công ty Trầm Hương Nguyễn. Coi như là nơi đâu mà có ca sĩ Đan Nguyên thì có Trầm Hương Nguyễn đồng hành. Và cái phim hôm nay là phim định mệnh của ca sĩ Đan Nguyên và đạo diễn Cường Ngô. Là một phim mà giống như là được mọi người rất là trông chờ và chào đón. Còn Đan Nguyên thì một người rất là yêu nghề và đam mê nghệ thuật. Coi như là khi cái phim này là Hương Nguyễn chứng kiến quay ở tới trường quay tại Việt Nam mà Đan Nguyên về đó quay. Em ấy ngủ một ngày chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà khi mà coi như là bấm máy quay là em ấy tỉnh liền, coi như là vô vai liền. Còn một người rất là đam mê, cho nên là rất là em Hương Nguyễn xin chúc cho ca sĩ Đan Nguyên cũng giống như là đạo diễn Cường Ngô sẽ rất là thành công cho những cái dự án phim sắp tới nữa. Super excited. We are big fans of Kuung and Danny and Tian, and we are just so thrilled to be here representing Asian World Film Festival and representing the Cambodian community. We have a small little delegation here, and it's all about cross-cultural collaboration. So this is an opportunity to bring light to Southeast Asian cinema, so we're very excited about that. So congratulations to the entire producing team. You know, I think that all movies in Southeast Asia and Asia in general are getting better, and that's what we want, right? We have to keep producing content, we have to keep increasing the quality, the production quality and value, and get it out there so that the audience finds a global audience, and that's it. Okay. Thứ nhất là Cường Ngô đó là bạn thân của anh, là một người đạo diễn rất là tài năng. Thì những cái phim mà Cường Ngô làm đó thì anh xem hết, phần đông là những cái phim mà anh coi Cường đã làm đó. Thì trước đây đó Đan Nguyên với Cường có làm một cái phim short rồi,
thì hôm nay là ra một cái phim số khác là Destiny. Nói về định mệnh nên cũng chưa coi nên chưa biết là trong đó câu chuyện ra sao, nhưng mà theo về cái tấm hình mà backdrop rồi đó thì anh thấy là đây là một câu chuyện tình yêu. Cái Destiny là giống như là cái định mệnh hai người tại sao gặp nhau, làm sao làm quen nhau, và cái định mệnh đó có đi tới cái đường thứ hai là như là họ có thằng này làm vợ chồng hay sao, hay là cái đó là một cái chuyện buồn mình chưa biết, nên mình cũng đang hồi hộp để coi cái đó làm sao. Nhưng mà anh biết là Cường Ngô làm rất là hay những cái phim mà về kỹ thuật, những cái phim về tình cảm. So cái đây là những cái tài mà mình thấy là ngoài ra cái tài ca hát rất là hay của Đan Nguyên là Việt Nam 95 triệu người ai cũng biết chị Đan Nguyên hết, rồi người Việt Nam hải ngoại 2 triệu mấy người cũng biết về Đan Nguyên, thì anh mong rằng là cái phim này nó sẽ có nhiều cái audience mà họ mong chờ để coi cái tài năng của Đan Nguyên là khi trong đó. Và ngoài ra Đan Nguyên đó thì mình có thể thấy những cái khác, phía cạnh khác của Đan Nguyên, có thể là một anh chàng này he melt into cái character của cái character trong đó, và mình không có biết là anh chàng này là Đan Nguyên nữa, đúng không? Thì mình muốn coi những cái cạnh đặc biệt của Đan Nguyên và phía cạnh mà Cường Ngô có thể capture và lấy được những cái nhân tài ở trong cái phim đó. Phim hay chứ, lần đầu tiên chị đi coi phim Việt Nam và chị rất là thích phim bởi vì có nhiều cảnh đẹp, cái nội dung cũng ok. Thành ra là lần đầu tiên mình được đi coi phim hay như vậy, rất là thích và mong được coi nhiều cuốn phim Việt Nam như thế nữa. Đan Nguyên cảm thấy rất là hạnh phúc tại vì khi được rất là nhiều người từ khắp nơi và nói là trên nước Mỹ bay về đây để mà dự cái premiere này. Và phải nói là khi mà nhìn thấy quý vị thích cái bộ phim thì đó là một cái cảm xúc phải nói là rất là khó tả. Đôi lúc có những cái mình không muốn, không phải là mình muốn là được, nhưng mà phải đôi lúc khán giả phải chấp nhận và khán giả phải yêu thương thì mới được. Thì Đan Nguyên nghĩ là nếu mà khán giả thấy Đan Nguyên có những cái tiềm năng thì Đan Nguyên sẽ cố gắng hết mình để làm những cái tới nó sẽ hay hơn. Thì cái khó khăn khi anh tham gia bộ phim này là gì? Tại vì em thấy là đánh đấm võ thuật rất là nhiều và nó lăn xả rất là nhiều. Cái khó khăn nhất của trong bộ phim là money. Anh nói giỡn với em vậy thôi. Chứ thực sự khi mà phim hành động thì nó rất là nhiều cái gọi là nguy hiểm. Và nó rất không, nó không phải là như là ca hát đâu. Ca hát thì đôi lúc mình quay lại 2-3 lần. Nhưng mà trong một cái cảnh thì đóng phim đó, nó quay lại rất là nhiều lần. Và cái cảm xúc rồi này cái nọ em phải giữ rất là lâu. Thì đó là một cái anh thấy là rất là khó. Cái điều gì anh tâm đắc nhất ở bộ phim này? Cái điều mà anh tâm đắc nhất là giữa tình và tiền thì anh chọn là tình. Nhưng mà ở ngoài thì anh sẽ chọn tiền. I just kidding. Nhưng mà tại sao cái bộ phim này mình chỉ làm có 30 phút mà mình không kéo dài hơn anh? Tại vì nhiều khán giả rất là tiếc nuối ạ. Thì thật sự anh quyết định là anh làm một cái MV thôi. MV cỡ độ 7 hoặc 10 phút. Anh không có nghĩ là mình làm một cái phim ngắn. Nhưng mà nếu mà anh nghĩ nếu mà mình làm phim ngắn thì thay vì mình làm phim ngắn mình làm phim dài luôn. Thì xong cái phim ngắn này thì anh sẽ làm một cái phim dài. Về cái cảnh nóng trong phim á, thì là anh có nghĩ là khi mà có cảnh nóng như vậy thì mình sẽ khó phát trên những cái nền tảng trực tuyến không? Thật sự mà nói thì phim điện ảnh của thế giới cũng vậy, nhưng mà cái cảnh nóng nó phải đủ limit, nó đủ, chứ đừng có cảnh nóng mà dơ quá thì mình sẽ không phát được.